Tao đang diễn xuất mà nha. Trời ơi, Hiếu mày cho cái màu gì nữa vậy Hiếu? Còn không biết. Rồi giờ mấy đứa ngồi cái vẽ hình đi nha. Mẹ đi xuống mẹ nấu bún cá cho mấy đứa ăn nha. Dạ. Cái rượu. Vân Mạ. Con trai. Dạ. Ôi giời ơi, thôi mà đi nấu ăn đi. Chú cha, trời ơi, cái này mấy bụng thấy bự khiếp thiệt á chứ. Rồi, mình đi nấu bún cá ngang cả nhà. Hôm nay mồng 5 nè, sáng giờ mình ăn đồ hôm qua còn. Bây giờ mình sẽ nấu bún cá, bún, rau, thơm, cà. Cái này cá lóc ngang cả nhà. Con mình là không thể thiếu trứng cút. Rồi, đã nó mua trà sữa cho mẹ uống luôn nè. Ghê, còn trà sữa Tết luôn kìa, ghê chưa? Đó, giờ bắt đầu mình tiến hành, mình uống một miếng, mình có sức mình đi làm nha cả nhà. Rồi, mình nấu cá lóc nha cả nhà. Mình nấu cá lóc, bây giờ bắt đầu mình rửa cá sạch rồi cả nhà, theo ý muốn của mình rồi. Bắt đầu mình đi giã giã nghệ. Mình đi giã nghệ, với lại mình giã cái cọng mà. Cái gì, bún gì đây nè cả nhà. Đây, cái củ gọi bún gì đây nè, nấu bún cá là phải có cái này là mới ngon cả nhà. Lần đầu mình nấu mình không biết á, mình không có bỏ cái củ này, mà mình không có bỏ nghệ tươi mà mình bỏ nghệ bột, nó không có đúng như người quán người ta bán đó. Nên hôm nay á, là mình biết cái này rồi, mình giã cái này nha cả nhà, rửa sạch đi rồi giã, rồi bắt đầu nghệ cũng rửa sạch đi rồi giã, bỏ vô luộc với cá nha cả nhà. Rồi mình luộc trứng đã xong rồi nha cả nhà, để chút nữa mình kêu con gái mình xuống luộc. Rồi bây giờ mình đang luộc cá nè cả nhà. Đó. Mình đang luộc cá. Bây giờ mình giã nghệ tươi nè. Với lại cái củ bún muống kìa đó cả nhà. Mình bỏ vô mình luộc cá luôn nha cả nhà. Ở trong cái nước luộc cá này cả nhà cho một xíu bột ngọt, xíu đường, xíu muối. Để cho nó thấm vô cái cá. Để cho nó cắm. Nó thấm vô cái cá cho nó ngon đó cả nhà. Rồi bắt đầu một chút nữa là bắt đầu cái này nó sôi rồi đó. Cả nhà lấy cái nước này nấu bún cá luôn nha. Nhưng mà mình lấy cá ra mình gỡ nạc. Mình gỡ nạc ra theo ý của mình đó cả nhà. Cái này mà có chả cá nữa ngon, nhưng mà đây không có chả cá. Đó. Nãy giờ mình cho lửa nhỏ. Bây giờ bắt đầu mình bỏ, mình lửa nhỏ mình đang chờ đó. Cái củ bún với củ nghệ nè, là cái nước nó vàng luôn. Có chị ở quầy quán bày mình đó cả nhà. Hồi đó mình nấu đợt đầu mình nấu bột, bận bột nghệ không ok. Bây giờ mình nấu lần thứ 3 nè. Lần 2 là mình bắt trước chị á. Bây giờ lần ba là chắc ok luôn rồi đó cả nhà. Rồi bắt đầu cả nhà vớt bọt ra. Nhớ nha, nhớ cho một xíu luộc cá, cho một xíu muối, một xíu suối, xíu bột ngọt, xíu đường để cho nó thấm vô cá. Rồi xong cái khâu nào là mình giới thiệu cả nhà khâu đó, xong cái rổ rau sống rồi nghe cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái rổ rau sống là cả nhà chảy nước miếng chưa? Còn cái này là mình nguội một chút của mình mới lấy thịt ra nha. Mình lấy thịt là mình lấy cái lược á cả nhà, mình lấy cái nước này mình nấu bánh canh nha. Cái này là chuẩn bị mình phi hành phi tỏi để mình nấu bún cá nè. Đó, bây giờ bắt đầu mình làm tiếp thêm một cái giai đoạn nè, cà chua với thơm nữa cả nhà. Lâu lắm nha cả nhà, chứ không phải là nhanh đâu nha, nhưng mà mình chẳng qua là mình quay xong cái khúc nào là cho cả nhà xem. Trứng cút xong rồi, giờ để chờ nguội kêu gái luộc. Đó, cái này cũng chờ nguội đi mới lấy thịt được. Thấy chưa? Rồi bây giờ nãy giờ là mình làm xong cái rau xám. Rồi bây giờ bắt đầu mình uống miếng trà sữa, bắt đầu cái mình làm tiếp cái khâu cà thơm cà. Rồi cả nhà ơi, mình đã làm thơm cà, hành ngò hẹ, rồi tỏi hành để mình phi nha cả nhà. Mình phi bắt đầu mình mới nấu nước lèo bún cá. Bây giờ mình đang nấu một son nước sôi để cho nó một ấm nước sôi cho nó dễ, với lại qua cái này nữa là đủ nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình vớt cá ra, bắt đầu mình vẽ cá nha. Đó, rồi bắt đầu lấy cái lược, mình lược qua bên này mình phi hành phi tỏi xong là bắt đầu mình sẽ đưa cái nước đó qua nha. Rồi cả nhà ơi, mình đã phi tỏi hành vàng nha, theo ý của mình rồi nha cả nhà. Xong rồi mình bỏ thơm cà vô mình ta. Mình chừa lại một ít thơm cà để chút nữa mình múc cái tô bún cá ra mình bỏ thơm cà. Còn cái này có lỡ mà nó có, đây mình làm cho nó có màu của cả nhà, như miếng cà nó không có được nguyên vẹn nữa, nó không có được đẹp á, thì mình sẽ bỏ một miếng ít thơm cà ở ngoài nữa nha, chút nữa mình múc vô tô á. Cái này là nó tạo cái vị ngọt cho nước lèo thôi.
mình ta vừa ý rồi đó cả nhà. Mình ta thơm cà mà mình thấy cái màu của nó mình vừa ý nè, cái màu nó vàng vàng mình vừa ý nè, mình muốn đậm nữa thì mình để lâu tí nữa. Còn như mình gì là được rồi. Đó, được rồi, xong rồi bắt giờ bắt đầu mình sẽ đi lấy cái giờ mình bỏ cái lược nha cả nhà, mình bỏ cái lược vô. Mình chế cái nước hồi nãy mình luộc cá vô nha. Đó, cái nước nãy mình luộc cá nè, mình chế cái nước vô. Đó, mình chừa để lọc cái xác đó cả nhà, cái xác củ bún với lại cái gì, muốn bún, muốn gì đó, cái gì quên rồi Trâm. Đó. Mình lược rồi nha, đó thấy không cả nhà. À, ngải bún đúng rồi đó, con gái nhắc lại nhớ rồi, ngải bún. Rồi đó, rồi bắt đầu cả nhà nấu thêm một ấm nước sôi nữa đó. Ăn nước nhiều tùy thích cả nhà nha. Bây giờ mình đi lấy thịt cá nha cả nhà. Rồi bây giờ xong rồi nha. Bây giờ cà chua với thơm là mình để một ít đây cả nhà, để chút mình múc vô tô á. Là bắt đầu mình nấy xong. Trứng cút cũng vậy nha. Ăn tới xong lên 2 ký hả? Ôi giời ơi, mẹ vỗ béo mấy đứa con mẹ rồi. Rồi cả nhà. Đó. Rồi đã xong rồi nha cả nhà. Đó, đã xong rồi nha. Mời cả nhà ăn bún cá mồng 5 Tết nha. Cứ còn mùng là còn Tết với bé Thủy à nha. Ok. Hiếu nữa, Hiếu mồng 17, Hiếu mồng 17 lần. Ok luôn. Để mà Hiếu, xong rồi đó. Trời ơi.